Ngày 26 tháng 8, tin từ Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, một thiếu tá cảnh sát giao thông đã bị một ô tô phân khối lớn tông bị thương. Theo đó, vào khoảng 9 giờ ngày 26 tháng 8, tổ công tác thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, đội 2, Cục Cảnh sát Giao thông thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km 104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tổ công tác phát hiện một đoàn mô tô phân khối lớn khoảng 30 xe đi nối đuôi nhau trên cao tốc theo hướng Bắc Giang đi Lạng Sơn có hành vi điều khiển xe mô tô đi vào đường cao tốc, vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó, tổ công tác đã triển khai phương án kiểm soát, ngăn chặn đoàn xe này. Khi thiếu tá VTT, tổ trưởng, ra hiệu lệnh dừng xe thì bị xe mô tô mang biển kiểm soát 29A159XX do NVT, sinh năm 2000, trú tại quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội điều khiển tông thẳng vào người, khiến thiếu tá cảnh sát bị thương. Nhận thấy hành vi của T có dấu hiệu hình sự, tổ công tác đã khống chế nam thanh niên này, đồng thời lập biên bản vụ việc, lấy lời khai những người có liên quan. Cùng với đó, phối hợp với công an tỉnh Bắc Giang để tiến hành xử lý vụ việc. Làm việc với cơ quan công an, một số thành viên đoàn xe này khai nhận, khoảng 6 giờ cùng ngày, cả đoàn xuất phát từ quận Long Biên, Hà Nội đi vượt về phía Lạng Sơn. Khi đến trạm thu phí km 104 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn thì xảy ra vụ việc. Trong quá trình bỏ chạy, một số xe mô tô đã vượt rào đoạn qua xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang, Bắc Giang để ra khỏi đường cao tốc. Kiểm tra ban đầu, NVT không có giấy phép lái xe, không có đăng ký xe. Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã dừng được 10 chiếc xe trong đoàn xe mô tô nêu trên, song nhiều người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe và có một phương tiện không có biển số. Theo Cục Cảnh sát Giao thông, hiện lực lượng Cảnh sát Giao thông đang phối hợp với Công an Bắc Giang để truy tìm, yêu cầu những đối tượng còn lại đến cơ quan công an làm việc.